Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình đưa các bạn vô xem cái vườn cây phôi các bạn ơi. Ở đây là cây phôi càng thăng các bạn ơi. Quá trời luôn, ở đây người ta bán cây phôi quá trời các bạn. Đây là phôi càng thăng các bạn. Giờ mình chưa có gặp chủ, mình không biết giá người ta bán sao nữa mà. Ở đây là phôi linh sam. Linh sam này nó lấy cái gốc linh sam núi, nó ghép linh sam 86 vô các bạn ơi. Gốc này gốc sam lá lớn, mà ghép lá nhỏ vô. Còn bên đây là hồng ngọc. Ê, không phải cái này cái gì ngọc quên tiêu rồi. Càng thăng. Này cũng phôi càng thăng, phôi linh sam các bạn. Quá trời luôn. Đây là phôi dúi các bạn. Dúi. Đi bắt kiển rồi. Đó hả? Chừng nào mới về? Hả? Chừng nào mới về? Chắc chừng lát trước chưa chiều về hả? Này là chắc chưa có về ăn cơm không? Này là hồng ngọc mai mai các bạn ơi. Mai hồng ngọc. Năm mấy 6 giờ. Thôi năm mấy 6 giờ đó hả? Về lấy số điện thoại ông đi. Ờ, lấy số điện thoại đi. Kìa, trước mặt mày ở ngoài cái bảng kìa. Rồi đúng rồi. Này là Nguyệt Quế. Cái bên qua nó thì ổi, ổi lá rí, ổi tàu. Đây thì mà chỉ phải chung. Mình sam bị. Rồi mà để nó quay hết này cái đang. Đây lên sam đó. Sam luôn. Sam song hình nè. Con này là ghép. Lên sam ghép. Ô, bông quá trời đúng không? Đây. Nó đâu có biết giá hả anh không? Này lên tao bẻ rồi. Đây là phôi linh sam. Phôi linh sam này gốc cũng lớn à, gốc cũng lớn hơn cổ tay mình đó các bạn. Này. Thấy không? Thì hồi nãy có cái cô kia cổ nói là 1 triệu một cây các bạn ơi. 1 triệu một cây là mình có quyền lựa hay sao đấy chứ. Này cũng chưa biết, nó chắc nay chiều nay mình mới gặp được chủ, mình mới biết được giá các bạn ơi. Hình như ở đây nó không phải đâu. Nó cũng có nhỏ lớn tùm lum đó nha. Con chậu này lớn á. À. Như cái cây này là lớn đúng không ạ? Không phải. Đây có rất nhiều gốc đẹp các bạn ơi. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Lâm hết.
cây nào cũng đẹp hết trơn. Thằng thắng lắm. Thằng quá rồi. Thằng cũ không ha. Chắc nó chắc chiều ghé đây hay là sao ta? Có điện thoại. Không lấy điện thoại à? Nó biến thổi, nhà hổi đó biết cái gì. Ồ, nhiều cái phôi còn thân đẹp quá. Rồi thấy không? Ốc đẹp đẹp không? Đây con cây ổi không ạ? Ồ, cây ổi đẹp mà. Trong nhà nữa nè, quá trời luôn à. Wow. Cái nào cũng đẹp hết trơn các bạn ơi. Mình thấy cái nào mình cũng thích hết trơn. Thì mai chưa thử nè. Mai chưa thử mùa quái luôn. Mà ông đã đi ha.